Ngôi trường trên phố cổ, trung tâm Hà Nội, nơi mà sản sinh ra rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng. Mình đến đây từ một rễ chiều, thời tiết Hà Nội hôm nay thì khá là oi nóng. Nằm phía bên phải của cổng trường là nhà thực hành, điểm đến của những người yêu nghệ thuật, nơi diễn ra những chương trình biểu diễn, cũng là nơi thực hành của sinh viên trong trường. Bước vào cổng trường, mình bị hấp dẫn ngay bởi những quả đáng yêu này. Có lẽ đặc trưng ở đây là những quả mít, nó thể hiện cho sự ngọt ngào, gai góc của những con người làm nghệ thuật. Wow. Ngửi mà thấy phê quá bà con ơi. Không gian trong trường không quá là rộng, nhưng bước vào mình lại có cảm giác khá là ấm cúng, lại còn có cả chút thơ mộng. Do là mình đến sớm nên tầm này khá là ít sinh viên đến trường, thế nên rất khó để tìm một bạn để chụp ảnh. Và đây mình đã nhìn thấy một bạn, có vẻ nó đang đứng đó để tập hát. Ôi chà, nhìn từ xa mà mình đã ngửi thấy cái mùi vị thiên thần. Lại nhìn gần thì thấy nghi điều đó là sự thật. Ok, bây giờ mình sẽ lại gần hơn nữa để tiếp cận xem như thế nào. Cùng đi thôi. Lại gần thì biết bạn ý chắc chắn đang học khoa thanh nhạc. Và nghe nói âm nhạc là từ khiến mỗi chúng ta có thể xích lại gần nhau. Thế nên mình đã khen bạn ý hay. Nhưng thực ra bạn ý hay thật, chỉ là lấy cái cớ để mình làm quen thôi. Đến đó mình rủ luôn bạn ý để chụp ảnh. Nhưng bạn ý đã từ chối vì còn tầm hơn 20 phút nữa là bạn ý phải lên lớp, không còn cách nào. Mình đã xin bạn ý 15 phút để chụp ảnh. Thật may là đã xin gái, lại còn nhiệt tình. Thế nên là ok, vào việc. Mình đã tranh thủ đứng luôn chỗ này để chụp, nhưng mà thực ra là mình đang ngồi. Nhìn bạn ý xinh gái mà mình nóng hết cả người, toát cả mồ hôi. Không còn nhiều thời gian, gái cao đẳng nghệ thuật. Chào mọi người nào.